Em xin chào tất cả các bác nha. Và tiếp tục clip trong buổi chiều ngày hôm nay, mình Vũ xin được giới thiệu cho tất cả các bác và anh em một mẫu loa bãi thương hiệu Lắc. Cái mã này rất là hiếm nha mọi người nhé. Mã này cực kỳ hiếm. Như các bác biết thì những dòng loa Lắc, những dòng full 30 thì rất là nhiều model. Đó, cực kỳ nhiều model. Nhưng cái model như thế này ấy, thì đếm trên đầu ngón tay, rất hiếm. Đó. Và khi các bác tìm được những cái dòng model hàng VIP cao cấp như thế này, toàn bộ nó đều sử dụng bát Czech phân tần nhập khẩu của Tây Ban Nha các bác nhé. Và từ những cái vỏ thùng đấy, từ những cái vỏ thùng, hình thức, ngoại thất và đến nội thất đều rất là chất các bác nhé. Ở phần bên dưới thì có cả cái lỗ này để cắm cọc các bác nhé. Cái chất liệu của cái thùng loa này đấy, cái chất liệu của thùng loa này thì nó dạng như kiểu nó bọc da các bác nhá, nó kiểu kiểu như bọc da ấy đó. Anh em nhìn này, một cái dạng kiểu là sơn chống trầy chống nước đó. Và anh em lưu ý, trên thị trường khi các bác đi mua những dòng loa này, model này, thì các bác phải xem kỹ nhá. Tại vì trên thị trường em thấy có những nơi người ta bán loa như thế này, nhưng loa đã bị làm lại các bạn, loa đã bị làm lại. Thì khi các bác đã là người đam mê audio, đam mê âm thanh bãi đó, khi chúng ta đi mua thì cái điều quan trọng nhất là cái côn bát chắc nó phải còn zin các bạn. Thì trong clip này mình Vũ sẽ quay chi tiết và cách nhận biết cái loa zin nó như thế nào để các bác bỏ tiền ra nó xứng đáng với những gì mình gọi là nhận được, cũng như mình có kinh nghiệm để khi mua loa các bác sẽ lựa chọn được cái sản phẩm ưng ý, cái giá tiền phù hợp. Đầu tiên thì ở cái phần màng loa. Đấy, cái phần màng loa thì con này nó là sử dụng màng, là màng chống nước nha mọi người nhé. Màng bóng chống nước. Gân là gân vải tẩm dầu, gân vải tẩm dầu. Anh em lưu ý cái lón của nó này. Đây. Đây cái loa zin nhá, cái nón của nó này. Anh em ơi, anh em nhìn keo chỉ này. Đó. Keo chỉ đẹp như thế này. Và cái keo này của cái dòng loa này ấy, thì nó là cái keo dạng kiểu là keo keo cứng ấy. Đó, nên keo này không cạy được đâu. Đấy, nếu mà có làm lại côn, làm lại bát thì bắt buộc người ta sẽ phải dán cái offer khác, cắt cái offer này đi các bác nhá, thì sẽ không còn cái offer này và cái lớp keo này nữa anh em nhá. Bây giờ thì em sẽ quay phần nội thất của bát các bác, chờ em tí nhá. Có một tay cầm máy, một tay quay, nó hơi vướng víu tí. Mọi người xem video nếu thấy yêu mến kênh của Minh Vũ thì hãy cho em xin một lượt like nhé. Cặp loa này rất hay, hay lắm. Trước em có review test thử chất âm rồi ấy. Mà chưa quay cho mọi người xem về phần nội thất của loa này. Ta đi mua loa thì phải xem cả phần nội thất nhé. Đôi khi tên thương hiệu bên ngoài chúng ta không thể biết được là cái loa đấy bên trong nó có chất lượng hay không. Đồ điện tử các bác phải xem cả bên trong nữa. Và cái này thì cái mặt e căng này các bác lưu ý nhỉ? Khi mà chúng ta muốn tháo ấy thì tổng cộng nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con ốc. Khi chúng ta muốn tháo mặt e căng ra xem thì phải vạch khéo ở cái phần bông mút này ra, không là nó bị rách nhá. Bốn góc này và ở giữa này. Đây, các bác thấy chưa? Đây, 1 này, 2, 3. Và nhiều bác không biết cậy đâu nên đưa cái móc vào kéo nên là rách đấy. Đúng, cái đồ xịn thì kể cả cái thùng loa của nó nào
thùng loa nó là rất là chất. Ở đây thì loa này thì có cái thì nó sẽ còn cái tem ở trên này, có cái thì nó bị rụng mất. Đây cái nốt tem nó bị rụng mất đây. Bát quá chất luôn. Bát này là bát của Tây Ban Nha nhé mọi người nhá. Đây thì có xem cái tem của nó. Quay cho được nét này. Đây là bát này, bát của Tây Ban Nha nó có các bác nhỉ. Chất bát của nó này. Rồi đến cái xương loa này. Chạm loa này. Đó. Con này từ chắc được 19 các bác nhá. Côn 76. Đẹp không? Ồ, quá đẹp. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cả côn này. Đó. Mấy cái dòng côn Tây Ban Nha. Nhìn chất lắm. Chất lắm các bạn. Rất đẹp. Tạm thời để đây nhá. Thời để đây. Quay cái test cho các bạn xem. Tép của dòng loa này thì là tép của hãng, cũng là của Tây Ban Nha luôn. Đấy, Made in Spain, Bayma. Thì cái bát này của nó cũng là của hãng Bayma các bác nhé. Bát này cũng của Bayma, chắc cũng của Bayma. Nhưng mà chắc này của nó là chắc neo anh em nhé, chắc này là chắc neo. Đó, cái tiếng chắc của nó rất là hay, chi tiết đi cực kỳ là xa. Thùng bách này các bác nhìn, thùng đẹp không? Quay phân tần cho các bác xem nha. Phân tần đây. Anh em nhìn quả phân tần này, chất không? Nó đổ tây ha. Tây phân tần. Quá chất. Một tay em giữ cái bát, một tay quay nó hơi tối một chút. Đẹp lắm các bác. Nói chung là đẹp chất. Dây loa em bao zin bao xịn cho anh em nhé, bao zin xịn. Đó. Giá là 11.800.000 giá tại cửa hàng các bác nhé, một mức giá rất là tốt, giá này không mặc cả các bác nhé. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ. Ở clip này thì Minh Vũ xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.